Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm chúc mừng và tặng quà một số nhà báo lãnh đạo lão thành thủ đô Hà Nội. Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi, tặng quà các nhà báo Hồ Tiến Nghị, nguyên trợ lý Tổng Bí thư, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng Văn hóa Trung ương; Vũ Văn Hiến, nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc mừng các nhà báo lão thành nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước đã truyền lời hỏi thăm ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các nhà báo lão thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ghi nhận, tri ân các nhà báo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các nhà báo lão thành có thật nhiều sức khỏe, thông tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền báo chí nước nhà, đồng thời giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho thế hệ trẻ, noi gương học tập, phấn đấu vươn lên. Các nhà báo lão thành cũng chúc mừng Chủ tịch nước vừa được Đảng, Quốc hội và nhân dân tín nhiệm, trao trọng trách mới, bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước vì lợi ích của nhân dân. Các nhà báo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, tích cực đóng góp vào sự phát triển của cả nước.